tuổi dần, tuổi mùi, tuổi mẹo, tuổi ngọ, tuổi tỵ, tuổi tí Nghe xem cuộc đời mình có phải là như vậy không nhé Và tháng 9 này có lọc hay không Đã lâu rồi các bạn chưa ăn yên ăn bữa cơm nào ngon Chưa mua gì đẹp đẽ hay sắm sửa gì cho bản thân Vì các bạn còn nặng gánh hai vai rất nhiều hãy khi các bạn nhận về hay làm ra bao nhiêu Đều phải lo cho gia đình và xung quanh bấy nhiêu Chi tiêu cho ai thì dám nhưng chi tiêu cho bản thân thì lại không Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ các bạn keo kiệt tiếp Kiệm, nhưng đâu ai biết được rằng tặng sâu trong nỗi lòng là cả một bầu trời vất vả chỉ biết khóc và chẳng biết than vãn với ai nhưng đó chỉ là cái khổ của vận trình quá khứ mà thôi hiện tại các bạn đã qua tháng 9 năm là đã được tai qua nạn khỏi sáu con giáp này cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc cầu lương duyên sẽ được lương duyên quý nhân sẽ giúp đỡ tận nhà tháng 9 này cơm no áo ấm, da đạo dưỡng dàng, tình duyên đỏ thắm. Hãy xả vận xui tại đây và chúc cho các bạn cầu được ước thấy hanh thông thuận lợi.